Xuân ơi, gửi em chưa? Thôi Rồi, khỏi đúng rồi, khỏi, đúng rồi. biết kìa Ok. Xong. Thôi, ai vô kìa? À, sở ta ga là cái gì? Tao ghét nhất cái icon đấy, nó nói nó rồi mà nó cứ dùng thôi á. Nè. Thế, sợ quá. Ga ta là cái đéo gì vậy? Una, Una, so beautiful. Una, Una, I love you. Chung Hey, cờ mau Una. Una. Nguyễn Thơ. Việt Nam love Una nhá. Hello Bena. Ơi. I love you, Una. I love you, bạc bạc. Buồn nha Thơ. Đau buồn. Anh thôi, cái chữ đó là đau buồn. Buồn quá Thơ. Mất, mất mình kiếm quá. nhân viên mà. Anh thôi, cái chữ đó là đau Biết buồn. rồi, con mặt nồi nào nó cứ nói đi nói lại. Biết rồi. Con sưng. Đau buồn cái đéo gì, tự nhiên tao đang đi cây với cái con kia. Tờ lờ đờ. Mà Tự anh nhiên có khóc sang comment là mặt ngược lên, xong mấy cái đứa Indo nó cứ spam tao tiếp. Mẹ, trong khi đấy tao đã nói là như kiểu là bạn bè rồi. Không ưa hay không ưa thì cũng là mối quan hệ của mình mà. Không phải chịu chứ. gì Mặc vậy lớp? mệt. Không phải, chắc 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 tại lúc đó con bé nó thấy anh khóc á, chắc nó nghĩ anh buồn. Không có má. Có khóc Hà không? nắm đó. Không khóc. Hà náo qua Nhìn bển anh nó không chẳng quà mà. Ê, Không em thấy khóc anh nha, dụi anh mắt chỉ đỏ mà. mắt thôi. Đừng, anh không Ê, khóc đâu cái gì mà mà mọi dài người, dữ chỉ đỏ mắt một chút thôi. Ủa cái gì đấy? vậy? Ngạc nhiên Una, thật sự bây giờ nội dung của tất cả các cô gái các mẹ rồi. Nghe ngồi. Cái gì? Una, we are just friends. Ngạc nhiên thật sự đây là Đọc nội đọc dung luôn. của tất cả các cô gái. Gì á? Là cái gì? Em bảo chúng tôi chỉ là bạn, không phải lo lắng. We are bạn bè. Ok. Em ok. Una ti Đâu, đâu đu. của lên anh tôi. Hello Una, à, no À, problem. support video. No anh Khôi, no friend anh Khôi. Couple bi đạt, no anh Khôi. Yeah, couple vi đạt. Support couple vi đạt. Hết tập đen Fan anh couple. Khôi. Vi đạt, Vi support cô anh Khôi. I don't care Khôi. Còn... I don't care. I don't care Khôi mà top 1 đó. Hên là I don't care đó. Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Rồi tới khúc Thơ không ơi, nghe chưa? tới khúc hết tiền chưa? Rồi tới khúc lui cung chưa thơ? Em buồn lắm, em rất là buồn. Lần này là hết thật rồi. Thôi im đi. Thôi im đi. Hai lần rồi, lần thứ ba rồi. Tao ghét nhất là một là cái icon. Ê, cái icon này em cũng ghét nữa nè. Cái Icon icon này là cười bị nhất đó. Nhưng mà bên Indo nó lại bị sao cái bài con tập này đó. này này. Chị Láo, Rất là ghét đừng hai xéo cái tên icon em đấy nữa. luôn. Chị Láo ơi. Nghỉ chơi yên thơ đi, mai Này, đi vô là cái lắp icon nha này này. Nhìn mà ghét. Em yêu anh Khôi kể mẹ mày. Ngu. Đi đừng có đùa tao. Mắc yêu quá. Mắc yêu quá bé lớp ơi. Này còn Bé lớp Ia già nữa. chưa? Già chưa? Mệt quá. Lớp ơi, một hồi mà bị tán vỡ mồm á là không ai cứu đâu nha má. Ê, ai dịch giùm tao cái từ gì, con kia nó comment gì kìa. Cái gì á, ISO gì Các cô á, rồi gái cô gì gái đấy, không biết cô nữa. gái. Súp bọt, vi đạt, Ê, hết các comment cô anh gái thôi, family, Luna. family baby full. Nói thế là được rồi, Thủy ơi, bật mic lên cho nghe từ e đi. Xong để... Ủa gì vậy chị? Đây, đây, anh nghe. Đâu, đâu? Yeah, baby. Along. Ok. Baby. Ba. Along. Support No, đi baby. nào. Are you understand? Ok chip, mai nhá. Thơ ơi, thôi đừng Mẹ có chip nói, là ai đừng có đấy? một lời Tại nào nữa sao thôi. thế? Thôi im lặng đi. Hỏi là tại sao có nhiều cô gái? Thơ Ra. sao lại phải tặng cho ai mà lại còn là thơ là còn một con bé chip là như nào Em thích thì em tặng thôi.
Người, anh đừng có, người ta ban ngày đi học, ban đêm đi donate đó, anh có biết không? Una in it good, anh coi, khen anh coi in it good kìa. À, cái mặt đó. Ai xảy ra? Chúng mày bớt đi, tao, tao không có tiền đâu chúng mày ơi. Ê, má ghen còn hơn rơi nước bàn nữa đó. Láo ơi. Giờ qua đổi qua. Slatin lu là cái gì vậy? Slatin lu. Muối lu là gì? bạn mặn. Mặn cái gì hay là ý là đâu, tao muối luôn. Là tao chơi, tao yêu mấy cái con mà có gia đình rồi hay là như nào? No, Una. Nữ baby. Nữ sợ ma. Girl baby. À, sugar baby phải không? Nó là comment cái gì nữa kìa? Từ từ Phan để dịch đó. Cái gì mà... Chúng tôi ghi ba quá các bạn là gì nữa? để em đang dịch. Trời ơi chán ghê á, cái tóc đứt nát ghê. Okay, bà nói gì wow. Nữa cơ? Chúng tôi cũng bỏ cuộc. Bạn muốn bỏ cuộc gì? Bà chiến với ai ạ? Chiến với ai mà bỏ má ơi? Ai nói chuyện bà đi gây lộn kìa. Bà, bà hỏi người ta đó là bạn muốn nói cái gì? Bà ghép comment của người ta kìa. Kệ nó đi. Chị ơi, nhắn cái gì dài quá nè, từ từ dài quá vậy. Em bị bà dằn gì đi. Mình dài lắm. Em bé này thích bực mình nếu tôi sử dụng đồ giả mặc dù tôi đã mua nó đỡ Shopee. Yes, Una real. Una baby cute real. Là môi gì Shopee? We are không hiểu. Vidya Pake Una real. Video ok. Video shopping video. Una good. Una good. Gì vậy? Ê, nhức đầu. Không hiểu nha. Đâu mất tiêu rồi. Una ơi, Una good. Una very good. Thì trả lời đây nghe lộn. Chuyện gì á, em biết không nói ngoài mạnh mà. Una 18 tuổi. Una ăn cơm chưa? Mày bị điên à, nó không phải như con Vi đâu mà. Hiểu. Una Sudamakan. Ủa, 1:30 phải ăn cơm. Mày rất là mất thời gian nha thật. Ăn sáng. Sáng cái gì bị tình kinh nhở? Ở tới dạng sáng luôn đó, ăn sáng em mới đó. Lắm chưa? Dạ rồi, thấy rồi nha anh Đáo ơi. Dạ xưng đọc rồi. Chào ngọn lửa nha. Ba ngọn lửa kẻ qua rung tục ba kìa. Tôi ăn rồi, bạn ăn chưa? Ăn yes, Una, yes. Bloom. Ăn rồi, Una ơi, ăn rồi. Chuyển nhanh lẹ lên, nhanh. Chuyển đi đâu? Chuyển gì? Có vấn đề gì đâu mà phải chuyển. Trời ơi, đập chị thấy nó nhảy xuống gì hết. Ôi, chán thủy thiệt luôn á. Ghen gấp cơ số lần của bà nhỏ. Bà nhỏ là ai vậy?
Không biết nha má Mày ơi. nhỏ Cái gì Mày cái nhỏ kia là là ai? comment kìa. Comment mặt khóc cái gì kia kìa. Sao mà comment dài quá vậy? Comment ít ít được không? Mặt khác tôi ghen tị nhưng tôi rất vui vì bạn có những người bạn tuyệt vời. No friend. No. Ma. No Una. Friend Una fan. Couple. Fan support vì Đạt. Vidia. Đạt. Đạt. Ok. No friend. Una Una. Fan couple vì Đạt. Nói chung là bà đi ghen. I don't care anh Khôi. Una. Una. Thôi. I don't care. Điên em mệt quá. Quỳ fan anh couple mày bị Đạt. Kích à? Tao ganh nhưng mà 10 giờ tao đi về nhà rồi chứ không phải là 10 giờ, 12 giờ, 1 giờ sáng chưa về nhà nghe chưa Nhung? Na ơi ganh đi cái tổ tiến sư nhà con Nhung, mày có bị thần kinh không? Mày hỏi nó cái hôm đấy mấy giờ nó về nhà mà tao đã bao giờ đi về nhà với nó giờ đấy chưa? Khai đó mấy đứa, khai đó mấy đứa. Thôi mà gì đâu nào quạo nè, xong rồi là cứ đi vào comment của like của mình, xong thì lúc chúng nó cứ spam tao mới hiểu cái kiểu cảm giác mà chúng nó đi spam hai đứa kia như sẽ như nào luôn á. Sợ ma chỉ cần một comment thôi là loạn cả lên luôn rồi. Anh là chỉ một phần thôi, sợ lắm. Dạ đúng rồi ạ, à. Thì em đứng còn sau thì em một phần thôi, chị đâu, đòi em mấy phần nghĩa. Nữa. Chị mà muốn em mấy phần nữa, chị muốn em hơn phần đấy thì em cũng chịu, em xin tha. Xin tha mạng em này còn một sót một phần một thôi ạ. À. Xuân ơi, Xuân, đọc tin nhắn Xuân. Bé Vi không biết giờ ngủ chưa, nhớ bé Vi quá à. Vi là con nào nữa? Là con Vidia anh. Đấy. Trời ơi, một Vidia chứ con nào trời. Anh hỏi mặt đồi nào nói vậy trời. Em dâu của anh đó, anh hỏi hoài nhớ trời. À, cái gì mà nhớ à, hay là mắc ai mà ôi, nhớ. Mặc áo dài đi. Ủa? 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 Ủa anh Khôi, em nhưng mà khoan, anh Khôi, anh Khôi, anh Khôi. Anh nghĩ anh là ai? Tụi anh em Khôi, chỉ nhớ VDA với Đạt Villa thôi, ok. Anh nghĩ anh là ai? Ủa anh